Đấy các bác thấy ở đây là hai hàng cây bưởi này, đây, táo thì chú ấy bọc táo này rất chi là cẩn thận các bác ạ. Đây bưởi được phân cành rất chi là đẹp nha. Và hiện nay là cái vườn cây bưởi này nó đang bị bệnh nấm lá và cái bệnh dệt đũa các bác. Thì đây là chú đang lắp cái đọc để tưới cho lá các bác, vì cái giếng này nó bị nhiễm sắt cho nên là phải dùng cái cây lọc để mình khử cái sắt đi và tưới cho cây đừng nó đảm bảo, và lắp một cái van trộn khí ở trên bồn nha các bác. Thì cái bể này nó rất chi là thấp thôi. Thế này các bác thấy là cái bể chú để ngay trong cái nhà kia các bác, nó cao so với cây lọc nó chừng khoảng 2 mét, thì em lắp cái cây lọc bên dưới luôn, lọc trực tiếp ra luôn các bác ạ. Đấy thì đây là các bác thấy em lắp cái hệ thống lọc ở đây đang xả cạn đáy đây các bác này. Đây thì ở trên đây là cái bồn các bác nha, đây đây là cái bồn ở nước đào bồn ra và nó chạy xuống đây các bác. Đây đây là em chích một đầu này này các bác, đây chích chạy vào trong đây, nó chạy vào bên trong nhà kia để nó chạy vào cái lọc các bác. Và ở đây là cái đầu ra của cái lọc này, đấy đây là cái đầu ra nước sạch của cái lọc. Thì một đầu thì để đấy chú lấy cái nước sạch chú tưới vào gốc cây, và một đầu này đây nó dẫn lên đây để sau này chú ấy đưa vào bồn chú pha dung dịch, và trong nhà có một cái máy bơm để hút tưới các bác ạ. Thì cái van bụi khí cái bể này nó thấp quá cho nên nhà em không lắp gần đầu máy bơm mà đưa tặng lên trên bồn kia. Thì sau đây sẽ vào quay cái bồn cho các bác xem nhé, và em sẽ đưa cái hệ thống lọc cho nó hoạt động và quay cho các bác xem. Đây các bác thấy cái táo này chú bọc lại quả rất chi là cẩn thận, nên dùng túi bóng bọc lại để dùng ăn và trưng bày vào Tết các bác. Thì ở bên kia là trong cái khu vườn hay cái ao này chú dùng để lấy nước tưới và thả một số cá để lấy cái cải thiện và sinh hoạt cho gia đình. Thì trong kia nó có một cái ao to hơn. Đây các bác, các cây cao bầu biếc có hết nha. Ở đây là vườn rau sạch rau thơm này các bác này. Cái này thì mình không còn phải lưu, là mình sợ là mua phải các cái rau mà người ta đánh thuốc bảo quản thực vật và nó sẽ hại đến cái sức khỏe các bác. Thì nếu mà mình mà có điều kiện, có cái quỹ đất thì các bác nên làm một cái vườn như thế này. Thì nó rất chỉ là thanh cảnh. Mình sẽ có cái khoảng không gian mà mình làm việc, thể dục thể thao và thư giãn đầu óc theo cái sở thích của mình. Ở đây các bác, cái cây lọc em lắp ở trong đây luôn. Đấy, thì ở đây là chú dùng cái máy rửa xia để tưới cây các bác ạ. Và đây là cái máy bơm 750 hút dùng van trợ lực nha, những khoan. Thì các bác thấy nước nó bị nhiễm sắt, nó chảy ra nó vàng á. Thì ở đây là em lắp cái cây lọc đây, thì các bác nhìn thấy cái cây lọc em lắp đây. Đấy. Cây lọc này mình lắp với cái chế độ sục xả được, nó bảo quản cái vật liệu cho mình được nha. Và bây giờ em sẽ quay cái van bụi khí ở trên bồn nha các bác. Đấy, cái mùi nước tanh lắm các bác, mùi tanh hôi. Đây cái van bụi khí nó đang bụi khí ra này các bác. Đấy, các bác thấy cái bồn rửa đi mà nó vẫn rỉ sát đây. Và đây là cái van bụi khí nha, các bác thấy nó độ khí này trắng xóa ra luôn đúng không? Đấy. Thì ở đây là cái đường nước giếng khoan bơm lên các bác này, đây. Và cái đầu vào của cái van bụi khí đây các bác nha, đây. Và cái đường nước ra đây. Đấy, các bác thấy cái đường, đây là cái đường nước ra này. Đấy. Mùi rất chi là tanh. Đây là cái đầu hút khí các bác này. Đấy. Hiện nay chú đang sau bồn. Thì cái bể này lắp nó cao hơn cái cây lọc đây. Cái cây lọc em quay cho các bác xem ở dưới đây.
Đấy, nó chừng khoảng hơn 1 mét thôi. Hiện nay là cái nước đang bơm lên trên bồn nha các bác nha. Và bây giờ em sẽ xả thử xem là nó lọc qua cái bồn. Cái này cao khoảng độ tầm 2 mét các bác. Đây, từ đây xuống đến mặt đất chắc khoảng tầm 2 mét. Rồi, cái này là đường nước em lấy vào bên trong cái cây lọc này các bác này. Đấy, và cái đường này là đường xả của cái lọc ra này. Đây, và bây giờ em xả cái đường nước của cây lọc ra. À, chú đang xả lên trên kia các bác. Đây, chú đang xả lên trên cái bồn trung chuyển kia đây các bác. Đấy. Đấy, đang xả lên cái bồn kia để lấy nước. Nhưng mà bây giờ em mở cái khóa này ra nha, em khóa này lại các bác này. Mở khóa này lại, mở ra cho các bác xem nó mạnh không nha. Đây các bác. Đây mà bể nước nó chưa đầy đâu nha. Đây là bể mới cắm bơm thôi các bác. Đây cái lưu lượng nước nó ra này. Này nó tầm được một khối một giờ. Nhưng mà nếu mà nó mà đầy thì chắc nó được khoảng hơn một khối. Khi mà nước nó đầy chắc chắn nó sẽ toàn cái ống này các bác. Đấy, lọc trực tiếp. Cái giếng mới bơm lên mùi tanh hăng mà bây giờ mình lọc qua như thế này, qua cái van bọn khí rồi qua cái bồn trung chuyển đó các bác. Sau đó mình lọc ra. Đấy, cái bể nó chỉ cao có khoảng độ 2 mét thôi các bác ạ. Mà cái bể này nó chưa đầy đâu nha. Cái bể này em vừa mới cắm bơm. Chắc là trên đứa sức nước nó chứ khoảng độ được khoảng 200-300 lít thôi. Mà nó, lưu lượng nước nó đã ra như thế này rồi. Không còn mùi mít gì nữa các bác ạ. Nước sờ rất trong, rất êm. Đây, bây giờ mở cái khóa này cho nó lọc lên trên bể này cho chú. Thì đang xả ở đây để chú nó lấy nước chú tưới cây các bác ạ. Đấy, đang bơm xả vào đây. Đấy các bác thấy cái bồn ngày trước nó nhiễm sắt, đấy, nó màu kinh không các bác. Đấy, cái nước ngày trước nó nhiễm sắt, bây giờ nó lên cái màu rất là kinh. Các bác thấy đấy, vườn cây, ao cảnh, ao cá nhé, cái gì cũng có các bác. Đây, vườn bưởi rất chi là đẹp các bác. Lên xanh mướt luôn. Này, bác thấy táo mà ông chủ bọc rất cẩn thận. Ở đây là các cái vòi lắp vòi phun sương các bác. Đây, vòi phun tì, tưới nhỏ giọt cho cây. Này tổng diện tích là khoảng 5 sào các bác, 5 sào trồng rất chi là nhiều bưởi, cây cối, ăn cỏ cau này. Đấy, các bác thấy cái vườn bưởi chú chăm rất chi là xanh.